Đại bàng mẹ gục gã khi thấy đại bàng con mất tích. Sau khi đại bàng mẹ đi kiếm ăn, đại bàng cha ở nhà trông đại bàng con. Thấy đại bàng mẹ đi lâu không về, đại bàng cha sốt ruột cũng bay đi kiếm ăn, mà quên mất trách nhiệm của mình. Lúc này chỉ còn mỗi đại bàng con ở nhà. Trong khi nằm đợi cha mẹ nhàn chán, đại bàng con đứng dậy vươn vai, tràn đầy hạnh phúc để đợi cha mẹ mang đồ ăn về. Thật không may cho đại bàng con, khi bất ngờ một kẻ lạ mặt từ đâu bay tới tóm gọn nó rồi tha đi. Khi đại bàng mẹ trở về, không thấy đại bàng con, nó linh tính có điều chẳng lành nên buồn rầu. Lúc này đại bàng cha cũng đi săn trở về, khi không thấy đại bàng con, nó vội đưa con mồi cho đại bàng mẹ giữ, rồi nhanh chóng đi xem xét tình hình. Đại bàng mẹ nhìn đại bàng cha có đôi phần trách móc, nó gần như chết lặng, buồn bã đau khổ không nói lên lời.